Em xin chào các bác ạ, xin chào toàn thể anh em. Nay kênh em lại đến sóng một ít loa bát, loa chép chuyên về hát karaoke cũng như là nghe nhạc này. Đây em đang có những cặp loa chép của JBL, chép của hàng bát xịn Mỹ ha. Đây em có một chiếc này. Đây, ở bên đây em có một chiếc JBL 2417H Made in USA. Dòng này dòng xịn của JBL quý vị ha. Em chỉ có một chiếc thôi. Này. Một chiếc này là hàng riêng xịn, là hàng Mỹ nồi tháo thùng ra đó chứ không phải là hàng mới hàng Trung Quốc đâu ạ. Đó, 2417H Majin USA đây. Đó, một chiếc này này em bán cho các bác là 2.200.000 một chiếc. Đây, dòng này dòng xịn của Mỹ ha. Dòng này hàng còn sống, hàng zin, hàng đập, hàng còn kêu chứ không phải là hàng bất zin hay là hàng nhái, hàng đẻo đâu quý vị ạ. Đó, em bán một chiếc này là 2.200.000 ha. Một cặp của nó cũng không ít tiền đâu. Con này là hàng 4 số mà, 2417H này. Đó, chỉ có một chiếc thôi quý vị ạ, 2.200.000. Còn ở bên đây em đang có 3 cặp loa chép của JBL. Đây này, một cặp này, hai cặp, ba cặp. À, model này là 2416H-1. Nó có một cái tem nhỏ nhỏ đây nhưng mà nó mất tiêu hết trơn rồi. Là bị mất tiêu hết trơn quý vị ạ. Này, con này cũng bị mất hết. Nó có một cái tem nhỏ nhỏ đây này. Em nhớ là ba cái cặp này em mua bên kia là nó có một cái tem ở đây mà khi vận chuyển về là nó bay mất tiêu luôn. Nó bay mất tiêu cái tem luôn. Có nghĩa là cái tem nó lâu quá rồi á, xong mà để trong thùng giấy, thùng trong hộp với nó nóng. Cái thứ hai nữa là cái keo nó khô, quý vị, nó khô thì nó tự động nó bong ra luôn, nó bong nó mất tiêu cái tem luôn. Bây giờ ba cặp này là chẳng có cái tem nào hết. Đó, cũng là JBL xịn ha. Nhìn là nó cũng tổng thể nó giống như là cái 2417 này, nhưng mà con này là 2416H-1 ha. Đó, đây này, y chang nhau luôn. Em sẽ mở, em sẽ lật ra lên. Con này cũng y chang nhau quý vị ạ. Y chang nhau hết. Con này hát karaoke thôi, hay cực kỳ hay. Đó, hay cực kỳ hay luôn ha. Nó không có bị xé tiếng hay là chát cái lỗ tai như là cái chép tàu đâu. Đây, con này cũng đẹp xịn như nhau cả. Nó có một cái tem đây. 55 này, JBF là ký hiệu của nó quý vị ha, chứ không phải là chép JBF đâu. Nó là chép JBL đó. Đây, em có ba cặp như nhau này. Đó, y chang cái cổ chép của 2417 luôn. Này thấy không? Này em so sánh này. Đó, y chang nhau ha. Nó chỉ là 2416H-1. Còn đây là cổ 2417H này. Con này là 2.200.000 một chiếc ha. Còn 2416H-1 này là 4.500.000 một đôi. Một đôi có nghĩa là một cặp hai chiếc như thế này quý vị. Đó, hai chiếc này. Đó, hai chiếc ha. Em đang có ba cặp 4.500.000 một đôi. Bác nào mà có nhu cầu lấy thêm học có thể nhắn Zalo cho em hoặc là gọi điện trực tiếp ha. Kêu là gắn cho tôi con cặp họng với lại thêm cặp tụ nữa. Để em sẽ gắn cho. Đó, gắn cho thì mình thêm tiền, thêm vài trăm ngàn gì đấy. Đây, tùy theo mình chọn họng vào bằng nhôm hay là họng bằng mủ ha. Đó, 4.500.000 một cặp. Em sẽ bao ship luôn, bao ship toàn quốc. Cả những chiếc này em sẽ bao ship luôn ha. Đó, rồi. Đây là những cặp của JBL. Xem đây là những đồ loa của Nhật này. Đấy, đồ loa của Nhật đây, như cặp chép. Đây là cặp mid chứ không phải cặp chép ạ. Đây là cặp mid của Kenwood, hàng của Nhật xịn ha, Japan này. Cặp này em bán cho các bác 500.000, hàng sống hết, hàng sống hàng zin hết ha. 500.000. Đây em bán 500.000 ha, 540.000 đi. Em bán 540.000 là em bao ship luôn, còn 500.000 là em không bao ship ha. Thôi cứ chốt giá là 540.000 để em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em. Còn bên đây là hai cặp loa chép Nhật này. Chép này là chép hàng tháo thùng trong loa đam ra. Đó, chép Nhật quý vị ha, chép giấy chuyên hát karaoke. Đó, hai cặp này là 800.000, em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Này, hàng này hàng xịn ha, cả hàng còn sống. Tiếng karaoke hay lắm, tí tắt với lại nó chịu đòn tốt nữa, bởi vì đây là dòng hát karaoke mà. Đó, hai cặp này là 800.000, em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em ha. Còn cặp loa mid dome của Japan Kenwood này, 540.000, em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Còn phía bên đây là cặp loa bass này. Ồ, bass anh em thấy không, cái cổ từ nó hết hồn luôn. Này. Đó, đây là bass 18. 18 côn 38 ha. Này, côn 38 này. Đây là dòng loa của Nhật luôn, Kenwood Nhật này. Đó, nó đi chung với bộ này của nó. Kenwood đây. Đó, một bộ này này. Đó, một cặp này ha, 850.000, em bao ship toàn quốc cho anh em. Đây là bass 18 chứ không phải 16 đâu ha. Bass 18 lại cổ to gần bằng mặt luôn. Anh em thấy không, cái cổ nó hết hồn luôn. Đó, 850.000 em bao ship toàn quốc cho anh em luôn này. Ở trong đây có mã số ha, hàng này zin xịn hết. Zin xịn 100%. Về đánh bass hay lắm, đặc biệt là những dòng loa của Nhật đánh bass cực kỳ sâu trên cái dòng này. Màn là màn giấy bóng, còn gần mút này, cụ bọc từ rất là to, anh em thấy không, cực kỳ to ha. Đó, to lắm. 850.000 em bao ship toàn quốc. Và bên đây là hai cặp loa bass,
Đây cũng là loa bát của đo loa đam này, hàng của nhà xịn đấy, bị một cân. Đây bị một cân này. Anh em thấy không? Một cân hết trơn ha. Con này có một rồi. Này. Cặp này cũng vậy, một hết trơn, hai cặp đều một. Em bán cho các bác là 1 triệu 100 ngàn, em bao ship toàn quốc cho hai cặp. Này, một cân hết trơn rồi, từ đôi. Từ nó cũng rất là dày, to nặng. Cột cũng tương đối là khá châu bò đấy, dòng này anh em mua về mình thay gân rồi mình làm loa hát karaoke trở lời rất là tốt. Bởi vì công suất của nó cũng khủng lắm, 200W cho một loa lận. Đó, bát loa đam 16 ha, hàng của nhà xịn đây. Rồi 1 triệu 100 ngàn em sẽ bao ship toàn quốc nha. Về các bác tự thay gân ạ. Nếu mà thay gân thì tiền nó sẽ đổi lên. Nếu mà em thay gân em bên em luôn là tiền nó sẽ tăng thêm 100 ngàn một cặp nữa. Đây em bán cho các bác là 1 triệu 100 ngàn ha. Về các bác tự thay gân, bởi vì chỗ em thay gân xa lắm, rất là xa. Nên cũng mất rất là nhiều thời gian này. Rồi, hai cặp là 4 chiếc này. 1 triệu 100 ngàn em bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Và sang bên đây là những cặp loa chép của Mỹ và hai cặp loa bass 40 của Mỹ luôn. Như cái cặp loa chép này. Đây là chép của EV Tháo Hùng ra quý vị ha, dòng xịn của Mỹ luôn đấy. Chứ mà là hàng tào lao, hàng Việt Nam hay hàng Trung Quốc đều đâu. Hàng này hàng xịn của Mỹ ha, chép EV Tháo Hùng ra này. Có cả họng luôn. Đây, cặp này em bán cho các bác là 1 triệu 800 ngàn em bao ship toàn quốc. Đó, 1 triệu 8 ha, em bao ship toàn quốc luôn. Đây là loa chép. Chép kèn, họng kèn, chép đôm này, màng lụa. Đó, cái màng nó màu đỏ đỏ nâu này, rất là xịn sò. Đó, em bán 1 triệu 8, bao ship toàn quốc cho anh em ha. Đó, 1 triệu 8 này, bao ship toàn quốc cho anh em này. Ở dòng này anh em mua về hát karaoke hay lắm, tiếng cực kỳ hay, hay kèm cả họng luôn. Đó, 1 triệu 8 ha, bao ship cho anh em cặp chép này. Xong đây là một cặp chép cao cấp hơn một chút này. Đây là cặp chép của Bang En đấy. Đây là dòng loa chép tháo trong thùng ra, tháo trong thùng loa 4 tấc ra này. Anh em thấy không? Con này xịn sò luôn, có cái tem Bang En ở đây. Mã số của từ loa này. Nó kèm cả họng luôn. Đó, cái họng này họng ngủ ha, cái họng này là em gắn ở bên ngoài vô chứ không phải là cái họng zin của nó quý vị ha. Nhưng mà tiếng kêu đá lắm, tiếng kêu cực hay. Nó họng ngủ mà tiếng kêu hay lắm, nó hợp cho cái chép này nữa. Đó chỉ có một cặp thôi. Em bán cho các bác là 3 triệu rưỡi, em bao ship toàn quốc. Đây là loa chép của Bang En này. Hiệu nó đây ha, giống như chép EV đấy quý vị. Y chang chép EV luôn, không khác gì cả. Giống như cái hãng Bang En này với lại cái hãng EV nó xài chung một đồ. Từ củ loa bass tới củ loa chép y chang nhau luôn, chỉ khác mỗi cái chữ này thôi. Đó. Khác mỗi chữ thôi. Em bán 3 triệu rưỡi ha. À, đây có cái tem này. E500 8 ôm, nó Bang En này, nó bị tắt bị chèn một chút này. Rồi cặp này 3 triệu rưỡi ha, em bao ship toàn quốc cho anh em. Hát karaoke phê lắm, phê trên cái dòng chép EV luôn. Tiếng cực kỳ phê trên dòng chép này. 3 triệu rưỡi ha, bao ship toàn quốc. Còn ở phía bên đây là một cặp chép của Yamaha. Con này có bị vía hay sao đấy, em đang lên bác chốt xong rồi bác lại không chốt rồi bà. Có một vài bác bỏ cọc nữa. Đấy, cái cặp chép này tiếng hay cực kỳ, tháo trong thùng loa 4 tấc ba quay ra, giống như là C300 đấy quý vị, Yamaha 300 đấy, C300 hay là B300 gì đấy, trong hai model đấy ha. Hay này, chép khủng, cực kỳ khủng luôn. Nhìn từ nó rất là đá. Ồ, tiếng kêu tí tót, cực kỳ bén trên giọng này. Đây là họng zin của nó quý vị ha, chứ không phải là họng lô đâu, họng zin này. Đó, họng zin của nó đây, rất là mới, rất đẹp, hàng zin xịn 100%. Chưa sửa chữa cũng như chưa thay thế bất cứ cái gì ha. Dòng tháo thùng ra. Cặp này 3 triệu rưỡi, em cũng bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó, 3 triệu rưỡi ha, chép này chép Nhật của Yamaha, dòng xịn nòi đấy. Này, Yamaha này, Japan. Đó, 3 triệu rưỡi một cặp, em sẽ bao ship toàn quốc ha, dòng xịn nòi luôn. Cặp này anh em mua về hát karaoke thôi rồi, tiếng cực kỳ đã. Rồi chấp kèn mà. Này, cái họng kèn của nó là họng zin đây, nhìn rất là xinh xắn. 3 triệu rưỡi ha, bao ship toàn quốc cho anh em luôn này. Và bên đây là hai cặp loa bass 40. Đây em sẽ đi đến cặp loa của Phi Vây trước. Cặp này bass 4 tấc tháo trong thùng ra. Màng rất đẹp này, có mã số và từ còn rất là mới. Đây từ của nó đây. Và phần côn loa bên trong này. Đó. Côn loa bên trong là côn 63. Đó. Côn 63 ha, bát 4 tấc côn 63. Có một cái tem ở đây. Tem thông số của sườn loa quý vị này. Là những cái dòng này tiếng của nó thô rồi, rất là ok, tiếng nó đá lắm. Đó, tiếng nó bay cực kỳ bay trên cái dòng này. Rồi, trước bên đây cũng vậy. Đó, bên đây cũng là côn 63 bên trong này ha. Này. Đó côn zin luôn. Côn zin màng zin nhện zin, từ cái tất cả đều còn zin hết. Còn đây là mã số màng loa này. Đó. Mã số màng loa đây ha. Này, côn sau 3 bên trong cực kỳ to.
Cái dòng này nó chuyên về tiếng này nhiều quý vị ạ. Đấy. Nếu mà các bác mua về muốn hay nữa, mình có thể thêm con sub điện bát 25 hoặc là bát 30 vô cho nó đánh kèm vô cái bát này để cho nó thêm phần hay ha. Đây là tem của sườn loa. Đó, con này là phi vây, bát của phi vây 4 tấc. Đó, bộ cặp này em bán 5 triệu đồng, em bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Xương là xương gan đúc bản to bản cơ lớn này, em bán 5 triệu đồng ha. Con này côn sau 3, từ là từ 140 từ 40 50 gì đấy. Đây cái từ không quan trọng đâu, quan trọng là cái chất âm bên trong, cái lõi côn bên trong với lại cái chất liệu mà làm lên cái loa này này, nó phải dòng xịn sò với dòng dòng chất liệu cao cấp ấy, thì nó mới làm cho cái loa hay được. Chứ từ to côn to nó cũng không có, mà chất liệu nó dở đấy, là nó cũng ra cái loa dở thôi quý vị ạ. Nó không quan trọng đến từ phải 220 côn 100 hay côn 120 thì nó mới hay được, cái đó không phải ha. Đó. Đó, anh em mua về đây cặp này tiếng hay lắm, karaoke khỏi bàn luôn. Tiếng ca rất là bay và hay trên cái dòng loa phi vây này. Rồi cặp loa này em bán 5 triệu đồng một cặp ha. Em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Chỉ cần mua những mặt hàng bên em cọc cho em trước một ít thôi. Và cuối cùng nữa là một cặp bát của JBL. Con này nó có một sự cố ở đây, nhỏ nhỏ ở đây quý vị này. Đó anh em thấy không? Nó hơi bị cấn và nó bị tét một đường do vận chuyển đấy. Này, như trong video này, tét một đường ha. Còn chiếc bên đây còn nguyên. Bên đây còn nguyên đẹp cả, không vấn đề gì. Đây là dòng loa bát JBL từ neo được tháo trong thùng loa JBL 515 ra đấy quý vị. Đó được tháo trong loa JBL 515 ra ha. Cái cặp đó cũng tầm khoảng 28 đến 30 triệu một cặp rồi, tùy theo nơi bán. Và nó bị tép một đường này, và bên em đã dán một tí ti ở đây để cho nó giữ cố định cái vết tép này này. Đó, anh em thấy không? Bộ vết tép nhỏ nhỏ thôi mà vắt giá cả hơn 1 triệu rồi. Bình thường em bán cặp này là 6 triệu đồng. Hồi trước em về hai cặp đấy, bán hết trơn rồi. Hôm nay về thêm một cặp nữa mà nó bị tép này, buồn gì đâu luôn á. Tép một đường như trong hình này. Em đã dán lại một tí ti ở mặt sau ha, cho nó dính lại cái vết tép kia. Rồi, cặp này em bán giá là 4 triệu 800 ngàn. Có nghĩa là tép một đường thôi, sụt hết 1 triệu 2, coi như là cặp này lỗ rồi, bán lỗ luôn ha. Có mã số màng này. Đó, được tháo trong thùng loa JBL 515 ra. Đây là cái tem đây. Tem JBL 265F1 Made in Mexico, USA, California này, dòng xịn của Mỹ quý vị ha. Đó, mình có thể lên mạng mình xem cái loa của JBL 515 đấy, là nó sẽ in như vậy. Và con này cũng được tháo trong nó ra luôn. Đây, JBL 265. Đó, con này được gắn trong thùng loa 515 này, côn 63. Côn 63 tự neo ha. Dòng này đánh cực kỳ hay, tiếng nét lắm. Đánh tiếng nó bay nữa. Nhẹ men. Đó, em bán cặp này là 4 triệu 800 ngàn. Nó bị lỗi một tí ti ở được cái đường này. Đó, bình thường là 6 triệu không quý vị, 6 triệu không là không có hàng bán luôn. Nay nó bị lỗ một chút ha. Năm là em bán 4 triệu 800 ngàn, em sẽ bao ship luôn. Hầu như là tất cả những cái loa ở đây, từ loa bát đến loa chép em bao giá là toàn bao ship hết rồi. Nên các bác mua chỉ cọc cọc trước cho em một ít rồi em gửi đi ha, bất cứ ở đâu em cũng ship được và cũng bao ship luôn. Đó, còn nhiều bác điện thoại cho em hỏi là chú ở đâu, cái em kêu là em ở Kiên Giang, cái nói trả lời em là ôi xa quá, tôi tưởng ở gần đây. Nếu mà gần đây thì người ta những cái chỗ khác nó ở xa thì người ta chết đói hết rồi, ai có mua hàng như bác thì người ta chết đói hết rồi. Đã mua hàng online trên mạng là mình không có kẻ xa hay gần, đã mình mua tất cả mọi nơi, mình ở tất ở đâu là người bán cũng ship được cho mình hết ha, chứ không có phải là ở gần. Nếu mà ở gần thì mình đòi gần quá thì người ta siêu thị mua đồ hàng mới và sao cho nó mau, đúng không các bác? Đó, mua hàng online trên mạng là không có kẻ xa hay gần. Đó, mình chấp nhận mua thì mình phải ship hàng thôi, chứ không có ở gần như mình được. Đó, em cũng nói cũng nhiều bác rồi. Đó, cũng mong các bác mà mua hàng online cũng hiểu được phần nào ha, là mua hàng online ở tất cả là đều chấp nhận ở xa chứ không có ở gần được. Đó, và em vừa lên sóng một số đồ loa bát loa chép hàng Mỹ, hàng JBL này. Đó, các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.